Safi. Quế Ngọc Hải rất chính xác rồi, không có một sai lầm nào đến từ phía đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi Văn Lâm. Một cú sút thẳng vào khung thành, rất tự tin. Bây giờ sẽ là tình huống dứt điểm của Ba Hà, người đã mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay dành cho cầu thủ Jordan. Rất căng thẳng. Ba Hà và Văn Lâm. Ba Hà và Văn Lâm. Ui dồi ôi, đóng quả thế. Tỷ số là 1-1. Cũng là một cú sút thẳng, một cú sút như trời giáng. Tôi rất sợ những cầu thủ đá chân trái đá penalty nhá. Bây giờ thì Đỗ Hùng Dũng là người tiếp theo trên chấm 11m của đội tuyển Việt Nam. Hùng Dũng rất chính xác, quá hiểm hóc ở tình huống này. Dù có đoán được đúng hướng bóng nhưng Savi cũng không thể cản phá được cú sút quá tốt của Hùng Dũng ở tình huống vừa rồi. Tuyệt vời. Bây giờ để lấy may, có lẽ tôi sẽ bật một cái quảng cáo lên để khiến cho cầu thủ đội bạn bị hoa mắt. Bật thành hai cái. 90% là cầu thủ đội bạn sẽ sút hụt. Vâng, 90% là con số 9 nữa thì nó sẽ là 99% rồi. Ông này ông số 9 đúng không? Để tôi yểm bùa. Ba Hà pha sai, sai rồi. Không đây rồi, quá phong thủy ở tình huống vừa rồi. Vâng, phải nói là cái quảng cáo của chúng ta ngày hôm nay rất là may mắn, rất là may mắn. Vườn hồng ngày xưa đã úa màu, thẻ vàng, thẻ vàng, thẻ vàng, thẻ vàng. Vâng. Ui giời ơi, ui giời ơi. Tôi đã bảo rồi, 99% là ra ngoài. Ớ, ra ngoài rồi. Bây giờ sẽ là niềm vui quá. Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay. Bây giờ sẽ là Lương Xuân Trường, người chuyên gia thực hiện những quả penalty ở lượt thi đấu thứ 3 của đội tuyển Việt Nam. Trường hít. Xuân Trường. Chị ơi, trời ơi, bất đi. Quái nào mà bắt được. Vườn hồng ngày xưa đã úa màu. Bật ba cái thì thôi, bật một lần thôi các ông ơi. Khi nào mà mình gặp bất lợi mình mới bật tiếp. Quốc kỳ của đội tuyển Việt Nam ở phía tây sau cột này. Quá tuyệt vời. Vì anh thương em, thương luôn cả Việt Nam. Bây giờ thì ai đây? Số bao nhiêu đây? Số 10 của đội bạn. Số 9 đã ra rồi, số 10 Ahmed Samir. Ahmed Samir. Samir có khi là sút xa gôn này. Ahmed Samir. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. 3-1 rồi nhỉ? Đây rồi, úi giời ơi, win rồi. Phải nói là vào quả này là đi luôn. Vào quả này là ăn luôn. Phải nói là cái quảng cáo ngày hôm nay quá thiêng. Cứ mỗi lần bật lên là Việt Nam đá như lên đồng. Thôi ngày mai em. Sau trận này rồi, về đi. Sau trận này tôi phải tiếp tục liên hệ với Pitch.today để bảo họ tiếp tục đặt quảng cáo, để có những tình huống mà giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta thi đấu hay hơn. Minh Vương liệu rằng có biến bài hát nỗi đau xót xa trở thành một bài hát dành tặng cho chúng ta hay không? Minh Vương! Ôi trời ơi. Bật. Vương ơi, sao rút nhẹ thế em ơi? Bật quảng cáo, Twitter đây.
Jordan sút ra ngoài. À, đáng tiếc cho Minh Vương tình huống vừa rồi, nếu như đánh bại thì chúng ta đã có vé vào rồi đấy. Suýt được này, quả này quả suýt được đấy. Đây rồi, đây đến đội bạn rồi. Đội bạn rồi, đội bạn rồi. Một quảng cáo che không thành, một quảng cáo che không thành. Bây giờ thì người bóng bao nhiêu đây? Được rồi, được rồi. Số 14. Số 14 của đội bạn sẽ là người thực hiện quả penalty. Một ba ông vào thành người sút này. Và Hà Văn Sai, những chuyên gia đá penalty của đưa bạn đây rồi. Ahmad Hamdouni. Vâng, Hamdouni. Cường này còn đang tư thế bò này. Nào, Hamdouni và Đặng Văn Lâm. Hamdouni. Ôi trời ơi. Bây giờ tức là bây giờ mình vẫn vào quả này thì mình vẫn thắng. Đúng rồi, vào quả này vẫn thắng. Tỷ số bây giờ đang là 3-2. 3-2. Tức mình là vào quả này quả mình thắng. Thắng luôn. Còn nếu như không vào mà Văn Lâm đỡ được quả sau thì mình vẫn thắng. Cơ hội của chúng ta vẫn còn. Nhưng ai sẽ là người thực hiện quả penalty quyết định này? Bóng Hải. Không không, thực sự là tôi không muốn cho cầu thủ kèo trái đâu. Bùi Tiến Dũng. Được. Bàn thắng số 4 của Việt Nam sẽ do cầu thủ số 4 ghi bàn. Quả penalty thứ 5 Dũng ơi. Bùi Tiến Dũng. Việt Nam thắng rồi. Quá tuyệt vời. Ui, phải nói là đau tim vô cùng luôn.